Nè nè, ở đây có bà nào mà make up xong rồi á cứ nhào lên là kẻ trên mày luôn không? Trời ơi, bảo sao mà trên mày không dễ trôi đúng không? Chỉ cần quẹt một đường thôi là bay mất cái đuôi trên mày rồi. Xong mà kiểu gì cũng sẽ đổ lỗi là do chị kẻ mày không bền. Thì hôm nay Suka sẽ chỉ tiếp cho mọi người các kẻ trên mày như thế nào mà để không có bị trôi nha. Trước tiên á, sau khi đánh nền xong á, hoặc là cô nàng nào mà chúng ta make up mà không sử dụng kem nền á thì cũng nên sử dụng một cái lớp phấn phủ trước khi mà chúng ta kẻ trên mày ha. Thì với phấn phủ Suka sẽ sử dụng phấn phủ của nhà RCMA này đây. Đấy, mọi người chỉ cần phủ một lớp phấn nhẹ lên trên mày của chúng ta thôi ha. Rồi sau đó thì sẽ tiến hành kẻ trên mày nha cả nhà nha. Đấy, có như vậy thì chúng ta kẻ trên mày nó mới không bị trôi mọi người nha. Rồi, hãy ghi nhớ tip này của nhà Suka nha. Thì nãy giờ Suka đang sử dụng em kẻ trên mày của nhà The Face Shop này đây. Em này thì quá thịnh hành rồi đúng không? Mà giá cũng cực kỳ hợp sinh sinh vi luôn. Ngoài ra con này cũng hãy ngó qua em chì kẻ trên mày của nhà Lemonade cũng được nha. Em này thì sẽ có hai đầu cho mình. Suka cũng đã nói quá nhiều về em này rồi đúng không? Một đầu thì chúng ta sẽ là chì kẻ trên mày nha mọi người nha. Còn đầu còn lại thì chúng ta sẽ có một em mascara cho trên mày. Thì em này có hẳn 3 tông màu cho mọi người tha hồ lựa chọn luôn. Và đấy, vô cùng đơn giản đúng không mọi người? Chỉ cần một cái tip nhỏ nhỏ vậy thôi, chúng ta đã có hàng lông mày mà không lo bị trôi rồi. Nhanh tay nốt liền cái tip này vô nha.